Khi mà học tiếng Anh có rất nhiều từ rất là thú vị, tại vì chúng đồng nghĩa nhưng mà lại có cách sử dụng khác nhau. Và trong rất nhiều series mình đã làm về cách sử dụng của các cái từ để so sánh việc giống và khác nhau thì đôi khi mình nhận ra những thứ nó rất là tuyệt vời. Hôm nay mình sẽ đi học về cái cách sử dụng của ba cái từ như trên. Thì ba cái từ này nhé, về cơ bản nó đều có ý nghĩa là hình ảnh. Do đó chúng ta đôi khi rất là băn khoăn là tôi không biết tôi nên sử dụng từ nào vào cái hoàn cảnh nào, hay là liệu có cái dấu hiệu nào đó để giúp cho tôi là có thể sử dụng chúng một cách dễ dàng và đơn giản hơn không, thì có nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cách sử dụng của ba cái từ này, đi vào chủ đề luôn. Ở cuối video sẽ có một cái rất thú vị về lịch sử, nhưng mà trước tiên chúng ta học từng từ cái đã. Cái từ đầu tiên này chúng ta sẽ phát âm đó là photograph, cho nên là cách phát âm nó rất là quan trọng, tại vì mình phát âm có thể không chính xác 100% nhưng nó phải đúng đã. Photograph. Ok, cái từ này bình thường bạn sẽ nhìn thấy họ viết tắt là photo, không phải photo nhé. Cho nên là ở đây đôi khi mình nghe mọi người nói nhiều quá và mình cảm giác là cái từ đấy nó nên nói như thế, chứ còn bản chất nó không nói như thế. Ok, bây giờ lấy một ví dụ đi. Chúng ta có một bạn nữ rất là duyên dáng, eo thì thon gọn, nên bạn ấy là gì? Rất tự tin với vẻ đẹp của mình, và bạn quyết định là gì? Sẽ chụp ảnh chính mình và cái váy thân yêu để đi quảng cáo cái sản phẩm của mình. Thế thì cô gái này là không thể tự chụp ảnh được, cô ấy phải thuê một ký nhân viên để người ta chụp ảnh cho mình. Ở đây các bạn hãy để ý là gì? Người nhân viên này có một thiết bị tên là camera, không phải camera, camera. Và khi cái người này chụp ảnh xong ấy, họ bắt đầu đăng cái bức ảnh này lên một cuốn tạp chí để quảng cáo hay là một tờ báo nào đó. Và điểm đặc biệt các bạn đã biết là tờ tạp chí hay báo này là những tờ giấy in. Thế cho nên là cái hình ảnh mà bạn nhìn thấy trên này người ta gọi là photo. Vậy tóm gọn lại nhé, photograph là để chỉ một cái bức ảnh được chụp từ máy ảnh. Ok chưa? Và nó thường được xuất hiện ở trên báo và tạp chí. Thì đây chính là ý nghĩa về danh từ của từ photograph. Ngoài ra, cái từ này còn có nghĩa động từ, đó là chỉ quá trình chụp ảnh bởi máy ảnh. Thế cho nên là thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy là gì? Chúng ta có cái từ là gì? Take me a photo. Đó. Đó là lý do vì sao nhiều lúc các bạn rất là băn khoăn, tôi không biết tôi sử dụng từ nào. Ok, mở rộng cái tệp từ vựng một chút thì tính từ nhé, người ta sẽ gọi là photographic. Và mở rộng hơn nữa đi thì chúng ta có nhiếp ảnh gia, nó gọi là photographer, và nghề nhiếp ảnh là photography. Hãy để ý photograph và photo, photo đó khác nhau hoàn toàn nhé. Và ấm o, cho nên tiếng Anh nó đau đầu cái chỗ này là phát âm chả theo cái gì cả. Ok, bây giờ sẽ lấy một số ví dụ đi để cho chúng ta dễ dàng. Ví dụ danh từ nhé, bạn có thể nói là gì? A black and white photograph, một bức ảnh đen trắng. Vậy tóm lại gì? Photograph là thể hiện một bức ảnh được chụp từ máy ảnh, và đây có thể là ảnh chân dung hoặc là ảnh thiên nhiên hoặc ảnh đồ vật. I prefer photographing people rather than place. Tôi thích chụp ảnh con người hơn là địa điểm. Và tính từ như là photographic skills, kỹ năng chụp ảnh. Đó thì tất cả những từ này chúng ta đã tìm hiểu xong về từ photograph. Ok chưa? Sau khi tìm hiểu được từ này, chúng ta chỉ cần nhớ là gì? Nó để thể hiện các bức ảnh được chụp từ camera, từ máy ảnh, và thường xuất hiện ở trên tạp chí hoặc là báo giấy in. Ok, từ tiếp theo picture, không phải picture đâu, đọc là picture. Lại một từ nữa mà mình phát âm thường rất là sai trước đây. Trước đây mình phát âm là picture. Ok, thế thì bây giờ bạn có một con chó rất là đẹp, và con chó này một ngày nào đó nó sẽ bị chết cho tuổi già, cho nên bạn muốn lưu trữ cái khoảnh khắc đáng yêu của con chó này. Nhưng có một cái kỹ năng rất là giỏi của bạn là bạn vẽ rất tốt, và bạn quyết định là gì? Tôi sẽ vẽ lại hình ảnh con chó của chính mình. Thế thì lúc này bạn miệt mài bạn vẽ ra được một bức tranh, thì
thì từ picture để chỉ một bức tranh, một bức vẽ hoặc một bức ảnh. Và sau khi bạn vẽ được ấy, bạn đem đi đóng khung cái bức ảnh hoặc bức tranh đó thì người ta cũng gọi nó là picture, tức là bức họa đã đóng khung. Và vì ở đây bạn sẽ nhìn thấy nhé, trong cái từ mà mình nói ấy, một bức ảnh, cho nên là picture cũng được thể hiện cho cái việc là mình dùng một cái camera để chụp lại hình ảnh con chó này. Cho nên chúng ta mới có câu là take a picture. Bây giờ tất cả những cái này chúng ta thu nhỏ lại. Khi bạn nhìn thấy những cái hình ảnh này nó chạy ở trong một bộ phim thì cái từ picture cũng có nghĩa là một bộ phim, tức là hàm ý một cái hình ảnh mà bạn nhìn thấy ở trên màn hình TV hoặc là ở trên rạp chiếu phim. Ngoài ra cái từ này rất đặc biệt, nó còn có mang nghĩa động từ là tưởng tượng một cái gì đó nó trông như thế nào. Ok, lấy ví dụ cho chúng ta dễ hiểu đi. Ví dụ như danh từ là I took a picture of the dog. Đó, tôi đã chụp ảnh con chó. Rõ ràng là gì? Từ picture nó rộng hơn cả từ photograph. Ok, let's go to the picture tonight. Đó, hãy đi xem phim tối nay. Đó, thì khi mà một anh nói với bạn là let's go to the picture tonight thì có nghĩa là đi xem phim. Thế còn một cái ví dụ về động từ đi là don't stay anymore, I get the picture. Tức là thôi, ông đừng nói nữa, tôi đã biết được cái vấn đề nữa. Thế thì cái cụm là I get the picture nó sẽ tương đương với lại cái việc là I understand the situation. Đó, nó giống kiểu như vậy. Cho nên là cái từ picture này nó không chỉ là hình ảnh mà nó còn mang nghĩa là tưởng tượng ra một cái gì đó nó trông như thế nào, hoặc là một cái gì đó về những cái mà chúng ta nghĩ được ở trong đầu của mình. Thì đây chính là cách sử dụng của từ picture. Và cái từ cuối cùng là image, I made. Không phải, cái từ này phát âm là image. Và đến cái từ này mới là cái từ mà gây ra rất nhiều tranh luận và cãi nhau này này. Bạn sẽ thấy nhé, ảnh mà chụp từ camera thì mình gọi là photograph. Nhưng rõ ràng là gì, bạn sẽ thấy ở trên máy tính của bạn ấy có rất nhiều cái hình ảnh mà trên điện thoại ấy. Bạn lại thấy là gì, ví dụ Apple chẳng hạn, bạn nhìn thấy cái tên mà họ đặt mặc định cho những cái tấm ảnh đó lại là image. Oh, why? Tại sao? Oh, tại vì cái đấy cũng là một cái ảnh mà bạn chụp cơ mà. Ok, thì từ image nó có ý nghĩa là rất rộng nha. Nó được sử dụng cho bất kỳ loại hình ảnh nào. Cho nên có thể hiểu là gì? Nếu bạn không chắc cái hình ảnh đấy nó được tạo ra từ thiết bị nào thì bạn cứ gọi nó là image, một bức ảnh. Đó, một danh từ rất là chung và dễ sử dụng. Đấy là lý do vì sao mà trên các thiết bị điện tử chẳng hạn, ví dụ laptop, máy tính bảng, điện thoại, thông thường chúng ta sẽ sử dụng từ image để nói về các cái loại hình ảnh ở trên này, tại vì chúng ta không thể phân biệt được chúng một cách rõ ràng, cho nên cứ gọi chung chung là an toàn nhất. Ok, zoom to cái tệp folder này ra thì từ image nó cũng chỉ tệp tin hình ảnh ở trên laptop, điện thoại. Đó, thấy chưa? Như vậy, photograph là để chỉ bức ảnh được chụp từ máy ảnh và thường được in ở trên tạp chí hay báo giấy. Thế còn khi mà để chỉ một tập tin hình ảnh kỹ thuật số thì chúng ta sẽ ưu tiên là image. Ok chưa? Bạn bắt đầu phân biệt được cách sử dụng của các từ này dần dần rồi đó. Một cái tiếp theo là image cũng có nghĩa là hình dung, hay là một cách nói khác là sử dụng làm trợ động từ để nói về hình dung một cái gì đó. Ok, lấy ví dụ cho chúng ta dễ hiểu đi. Ví dụ đi, là danh từ bạn có thể nói là a real image, một bức ảnh chân thực, hay là một bức ảnh thực. Tiếp theo, the image you see in the mirror. Đó, hình ảnh bạn nhìn thấy trong gương. Ok, như vậy nếu mà bạn nhìn thấy một cái hình ảnh được phản chiếu ở trong gương của chính mình, của một loài động vật, của một đồ vật bất kỳ nào đó, bạn hãy sử dụng cho mình từ image là chính xác nhất. Ok, được chưa? Vậy đến đây bạn tiếp tục hiểu được một cách sử dụng của cái từ image. Và động từ đi, it impact on company image, nó ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Như vậy cái image nó có thể chỉ một cái hình ảnh bằng vật chất, hoặc là một cái hình ảnh mà bạn nghĩ ở trong đầu. Ví dụ nó là danh tiếng của công ty chẳng hạn thì chúng ta cũng sử dụng từ là company image. Ok, hãy đi vào phần thú vị nhất của video này, chính là lịch sử ra đời của ba cái từ này. Về bản chất ấy, các cái từ mà chúng ta đang nói này,
nó không được hình thành một cách gọi là ngẫu nhiên đâu, mà nó được hình thành một cách có chủ đích. Tức là ban đầu chúng ta không có từ vựng này, và dần dần vì nhu cầu sử dụng trong nói, chúng ta phải nghĩ ra một từ mới. Thì tương tự như vậy, ba cái từ này nó có lịch sử ra đời hết sức là thú vị. Hiểu được lịch sử thì coi như là chúng ta hiểu được cách sử dụng luôn đấy. Tức là cái phần video trước nó chỉ là phần kết quả thôi, đây mới là phần giải thích cho chúng ta tại sao này. Đầu tiên chúng ta sẽ vào từ image. Từ này xuất phát điểm nó là bắt nguồn từ chữ Latin nha. Nó có nghĩa là một mảnh của bức tượng. Hay nói một cách khác, chúng ta có thể hiểu nó là tác phẩm tượng trông giống người hoặc vật. Cho nên ấy, cái ý nghĩ này ở trong cái nguồn gốc chữ Latin nguyên bản của nó có nghĩa là tất cả những cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy. Và nó được sử dụng lần đầu vào những năm là 1200. Ok, vậy đây chính là lịch sử của từ image. Lịch sử tiếp theo của từ picture. Nó được ghép từ hai cái từ ở trong chữ Latin là từ pic, tức là để vẽ, và cái đuôi phụ âm là ure. Ok, cho nên từ picture về cơ bản nó có nghĩa là hành động vẽ tranh ở trong Latin. Đấy là lý do vì sao mà vừa nãy chúng ta lại nói là gì? Để chỉ một bức ảnh, một bức tranh được vẽ thì chúng ta nên ưu tiên sử dụng là picture, tại vì cái nghĩa nguyên gốc của nó là hành động vẽ tranh. Và cái từ picture này được ghi nhận là bắt đầu sử dụng vào những năm 1375. Và từ cuối cùng rất là thú vị là từ photograph. Nhưng từ này nó ra đời chỉ là kết quả của một cái hiện tượng như sau. Ở đây bạn sẽ thấy là gì? Chúng ta có một con robot đang đứng. Và ngày xưa để chụp ảnh được con robot này, chúng ta sẽ sử dụng một cái máy ảnh cơ rất là to, và trong máy ảnh này sẽ có một buồng tối. Bây giờ các cái ánh sáng này chiếu vào máy ảnh này vào và sẽ đốt cháy cái phim ở bên trong cái máy ảnh này. Cho nên các bạn sẽ thấy là gì? Từ photograph nó xuất phát điểm từ một cái từ là photography, tức là nhiếp ảnh. Mà từ photography lại có ý nghĩa là gì? Pho là ánh sáng và graphe, graphy gì đó, mình không biết đọc từ này, nó là Latin. Đại ý nó mang nghĩa là viết hoặc vẽ, cho nên là photography về cơ bản chúng ta hiểu là vẽ bằng ánh sáng hoặc viết bằng ánh sáng. Cho nên đấy là lý do vì sao ấy mà một bức ảnh được chụp từ máy ảnh lại được gọi là photograph. Và cái từ này được sử dụng lần đầu vào khoảng những năm 1830. Và cuối cùng, đi theo nhiếp ảnh thì chúng ta có bức ảnh được tạo ra bởi nhiếp ảnh chính là photograph. Bạn thấy chưa? Rõ ràng là gì? Khi đi vào lịch sử, cách thức ra đời của các từ này và ý nghĩa nguyên gốc của chúng thì bạn sẽ hiểu được một cách rất rõ ràng và cụ thể về cách sử dụng chúng. Cho nên là từ này ấy, cực kỳ là dễ dàng, đúng không? Bạn không cần phải đau đầu như là tôi nên sử dụng từ nào, từ nào, từ nào. Ở đây bật mí một cái nhé, là mình đã tìm hiểu rất 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 nhiều bài báo viết ở trên mạng rồi, từ uy tín cho đến nhỏ, nhưng mà tất cả các bạn đều chưa giải thích được một cái, chẳng hạn như là tại sao cái ảnh của tôi ở trên laptop lại gọi là image mặc dù tôi chụp từ máy ảnh cơ chẳng hạn. Thế cho nên là gì, những cái thông tin nào đó mình cảm thấy cung cấp vẫn thiếu 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 thiếu, cho nên là mình quyết định ok, mình đi làm video này để dạy chính mình, và tiếp theo là các bạn có thể tham khảo. Ok nhé. Cuối cùng chúng ta chỉ cần nhớ như sau thôi. Image là rộng lớn nhất, nó để chỉ tất cả các hình ảnh. Ngoài ra nó còn có một ý nghĩa nữa là thể hiện cái hình ảnh mà chúng ta tưởng tượng được, tức là hình ảnh phi vật chất. Thứ hai, từ picture thì rộng hơn và nó nằm ở dưới từ image, tức là nó một tập con của image. Nó để chỉ một cái photo, bức vẽ, bức tranh, hoặc được hiểu một vấn đề ở trong kinh doanh. Và từ cuối cùng là photograph, chỉ bức ảnh được chụp bằng máy ảnh. Như vậy rõ ràng là gì? Một cái bức ảnh được chụp bằng máy ảnh photo thì chắc chắn nó là một cái image. Nhưng một cái image chưa chắc nó đã là photo. Và đến đây thì chắc chắn là gì? Mình cũng giống như các bạn, chúng ta đã hiểu được cách sử dụng của ba cái từ này. Mặc dù đời sống của chúng ta đôi khi không có sự phân biệt rõ ràng, nhưng trong văn viết chẳng hạn hoặc nhấn mạnh ý thì chúng ta nên sử dụng một cách có chủ đích. Đấy là lý do lại có nhiều từ như vậy, chứ chẳng nhẽ có mỗi một từ. Như vậy hôm nay mình đã học được một điều mới về từ vựng tiếng Anh, hy vọng rằng chúng cũng hữu ích với bạn. Cảm ơn.